Tin từ Nam Hàn cho biết là có 3 người Việt đu dây trốn khỏi khu cách ly đã bị bắt giữ. Theo hãng tin Yonhap vào ngày 29 tháng 7, cảnh sát của Nam Hàn cho biết là đã bắt lại được 3 người Việt đã từng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng ngừa COVID-19 ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi bằng cách đu dây thoát hiểm. Tính cho đến 7 giờ 25 phút tối ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, cảnh sát của Nam Hàn đã bắt giữ được nghi phạm C trong ký túc xá một công ty tại khu vực thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi. Nguồn tin cho biết là ông C tìm đến nơi này nhờ một người Việt có quen biết từ trước. Trong buổi sáng cùng ngày, thì cảnh sát của tỉnh Gyeonggi, Nam Hàn đã bắt giữ được 2 người Việt khác cùng nhóm với ông C bỏ trốn ra khỏi khu cách ly tập trung. Hai người này được gọi tắt là ông A, 27 tuổi và ông B, 29 tuổi. Hai người đang bị điều tra về tội vi phạm đạo luật phòng chống và quản lý các bệnh truyền nhiễm. Sau khi thoát ra khỏi khu cách ly, 3 người Việt nói trên đã trốn trong một căn nhà hoang ở gần đó khoảng 14 tiếng. Rồi ông A và B đã đến khu vực Gordam, thành phố Incheon bằng taxi và bị bắt giữ tại nơi đây. Còn ông C thì tách ra đi một mình đến thành phố Gwangju. Theo điều tra ban đầu, A và B bỏ trốn nhờ sự giúp đỡ từ một người Việt Nam khác đang cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn và người này cũng đã bị cảnh sát bắt giữ vì vi phạm luật di trú. Cảnh sát đang tiếp tục truy nã người còn lại, gọi tắt là ông C, 29 tuổi, dựa vào camera an ninh có trong khu vực và khai nhận với cảnh sát thì nghi phạm A cho biết rằng ở khu cách ly quá bực bội nên tôi phải trốn ra ngoài kiếm thêm tiền để sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là lần đầu tiên có một trường hợp bỏ trốn ra khỏi khu cách ly tập trung. Theo cảnh sát của thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, 3 người đàn ông Việt Nam nhập cảnh vào Nam Hàn vào ngày 24 tháng 7 có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhưng vẫn phải đưa đi cách ly tập trung tại khách sạn trong vòng 14 ngày theo quy định. Khách sạn ở thành phố Gimpo là một khu cách ly tập trung dành cho người nhập cảnh từ nước ngoài. Hiện nay có 697 người đang được cách ly ở nơi đây. Theo giới chức của Nam Hàn, sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn đối với những hành vi phạm pháp, phạm vi phạm quy định tự cách ly như là bỏ trốn hoặc là mời bạn bè về nhà hay là trốn đi chơi.